Em tính sao giờ? Anh thấy dạo này công việc của anh bận quá, anh cũng không có thời gian luyện tập nữa. Chắc là anh để coi lại quá. Ừ, gần đây thì Nga chưa thấy có cái gì chuyển biến nhiều á. Và với Nga thì Nga thích cái việc mà có kết quả thật là nhanh. Để tính sao giờ? Điều gì tốt cũng cần thời gian mà. Cho nhóm mình thêm thời gian đi. Ủa là nhóm mình làm được mà. Mình rất vui và tự hào ở trong đội nhóm Dreamer. Dreamer là những con người tự tin, năng động, trẻ khỏe, cùng nhau thống nhất ý chí để luyện tập cùng nhau mỗi ngày. Đối với Nga, trước đây khi mà dành ra 15 phút để luyện tập tập thể dục mỗi ngày quả là một điều rất là khó khăn. Nhưng mà từ khi sở hữu cái vòng Body Band á, thì Nga cảm thấy việc luyện tập trở nên rất là dễ dàng. Dành ra một tiếng đồng hồ để luyện tập hàng ngày. Từ đó Nga cảm thấy cơ thể của Nga rất là khỏe mạnh, tự tin, thon gọn và săn chắc. Không những dừng lại tại đó mà Nga luôn tiếp tục duy trì cái chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt cũng như là lối suy nghĩ tích cực của mình để cho cơ thể của mình khỏe mạnh hơn. Xin chào các bạn ha, mình là Tú ha. Tú vừa hiện xong cái bài tập là chạy bộ, trong những bài hiệu quả để mà cái giảm cân. Nếu mà ai không chạy bộ thì mình cái hợp vừa đi bộ cũng như mình vừa chạy bộ rất là hiệu quả ha. Ủa anh tới lâu chưa? Anh mới tới. Sáng giờ anh chạy nhiêu bước rồi? Sáng giờ hả? Thì cái vòng Inbody Band này rất là hay ha. Vì sao? Nó có thể giúp Tú theo dõi chế độ luyện tập trong một ngày. Ví dụ như ngày hôm nay Tú đã đi bộ được bao nhiêu bước rồi, hoặc là mình chạy bộ được bao nhiêu bước. Thì sáng nay đi bộ như 6.000 bước rồi, thì Tú sẽ biết được cái lượng calo tiêu hao. Từ đó mình có thể là trong một tuần đó mình biết là mình đã giảm được bao nhiêu calo rồi. Hơn nữa cái ứng dụng Inbody Key này nè, có thể tư vấn cho Tú một tuần Tú giảm là nửa ký hay là một ký được. Từ đó Tú có thể để chế độ tập luyện như chế độ ăn. Chương trình thử thách 60 ngày cùng Body Key thật sự là thời gian đầy ý nghĩa và nhiều trải nghiệm với mỗi thành viên của đội Dreamer. Và ban đầu thì thật sự thì khi tham gia thử thách thì mỗi thành viên có một cái nhu cầu khác nhau. Riêng bản thân ông anh này chắc chắn là muốn giảm đi cái phần mỡ bụng, và bạn Tú và bạn Nghe thì muốn có một thân hình thon gọn và săn chắc, bạn Ngân thì muốn một cơ thể mi nhon hơn. Và sau 60 ngày đó là thật sự là nhóm đã thu được rất là nhiều điều mới. Và điều mới đầu tiên mà công anh muốn chia sẻ đó là gì? Đó là một hình ảnh mới, một vóc dáng mới. Ban đầu thì nhóm chỉ đặt mục tiêu là giảm có 8kg thôi, nhưng mà sau 60 ngày thì nhóm đã giảm đến 11.5kg. Và một hình ảnh nhanh nhẹn, hoạt bát và luôn năng động, bye bye stress ha. Còn luôn cảm thấy là mình rất là vui vẻ. Nghĩ là trước đây giảm cân rất là khó, nhưng mà sau đó thì nhờ Body Key ha, mình cảm thấy việc giảm cân rất là dễ dàng và tin rằng nhóm mình có thể làm được. Và mỗi ngày thì các thành viên luôn gọi là duy trì là chú trọng đến sức khỏe của mình và quan tâm đến những cái thông số như là tỷ lệ cơ, mỡ và cân nặng, lượng kilo calo vào, kilo calo ra. Thật sự thì 60 ngày thật sự là thời gian rất là đầy ý nghĩa với đội nhóm Dreamer. Phần không thể thiếu trong quá trình kiểm soát cân nặng đó là chế độ dinh dưỡng. Và cả nhà cùng lắng nghe phần chia sẻ của anh Ngọc Anh, một thành viên trong nhóm Dreamer. Xin chào. Vài cái bài khảo sát của Body Key, Ngọc Anh biết được rằng là một điều mà thật sự Ngọc Anh trước đây chưa hề biết là Ngọc Anh rất là dễ bị tăng cân khi mà Ngọc Anh ăn những thức ăn giàu chất béo. Thì bây giờ Ngọc Anh sẽ chuyển sang chế độ là gì? Giảm béo, tăng đạm và ăn nhiều trái cây rau củ. Và Ngọc Anh cũng sẽ không bỏ bữa, Ngọc Anh vẫn duy trì 3 bữa hàng ngày. Nhưng mà khi trong quá trình Ngọc Anh giảm cân thì nó sẽ liên quan đến sức bền và sự dẻo dai. Thì Ngọc Anh cần gì? Cần bổ sung vitamin, khoáng chất, dưỡng chất thực vật. Thì cái đó lấy từ đâu? Thì Ngọc Anh sẽ lấy từ Double S. Double S là đủ. Vậy Ngọc Anh sẽ bổ sung và tăng cái nguồn đạm bằng cách nào? Và Ngọc Anh biết được rằng cái nguồn đạm lành mạnh là từ thực vật. Và Ngọc Anh đã bổ sung protein thực vật từ 1 đến 2 muỗng mỗi ngày cho cái khẩu phần ăn buổi sáng của mình. Tăng cơ giảm mỡ là cái điều rất là quan trọng trong kiểm soát cân nặng và giảm cân an toàn. Và khi giảm cân thì Ngọc Anh luôn cảm thấy mình rất là đói và thèm ăn. Và Ngọc Anh giải quyết việc này bằng cách nào? Thì Ngọc Anh sẽ dùng chất xơ, và Ngọc Anh chỉ dùng nhai một viên mỗi ngày. Và Ngọc Anh uống nhiều nước ha. Buổi tối ha, thay vì ăn tối thì Ngọc Anh sẽ dùng một gói Body Key Meal Replacement để thay thế một bữa ăn hoàn chỉnh với đầy đủ vitamin, khoáng chất, đa lượng, ít calo. Và Ngọc Anh cảm thấy rằng là mình kiểm soát được cái nguồn năng lượng và dinh dưỡng nạp vào. Ngọc Anh thường dùng Body Key Meal Replacement trước 5 giờ mỗi ngày, và Ngọc Anh đã duy trì nó thành thói quen.